Video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm sao mà khi khách hàng comment trên một cái bài viết nào đó của fanpage thì hệ thống sẽ tự động inbox cho khách hàng. Ở đây thì chatbot còn hỗ trợ là comment theo một cái từ khóa nhất định nào đó thì hệ thống nó mới gửi inbox. Thì ở đây chúng ta sẽ vào menu bên trái. Đây chúng ta sẽ chọn cái menu này. Và đây mọi người sẽ thấy này. Đấy. Chúng ta sẽ thêm điều kiện. Thì để mà thêm điều kiện được thì hệ thống nó cần truy cập, tức là đồng ý cho chúng ta sử dụng cái trang. Chúng ta ấn đồng ý thôi. Đấy. Ví dụ chúng ta đặt đây là điều kiện 1 chẳng hạn. Ok. Thì ở đây mọi người sẽ thấy này. Nó có thể cho tùy chọn là tất cả các bài post hay là những cái post nhất định. Đấy. Ví dụ tôi chọn tất cả các bài post đi. Và nó sẽ gửi, tức là tất cả comment hay là theo điều kiện nhất định. Đấy, ví dụ ai đó hỏi về size chẳng hạn. Đấy, ai đó hỏi về giá chẳng hạn. Ok, ai đó hỏi tư vấn chẳng hạn. Đấy. Mua chẳng hạn. Ok, như vậy thì hệ thống chào bạn chẳng hạn. Ở đây thì nó không hỗ trợ fit nail, là ok. Bạn muốn mua sản phẩm nào? Bạn vui lòng gửi hình ảnh cho chúng tôi. Ok, đây là một cái để mình làm ví dụ cho mọi người chẳng hạn. Nhiều khi mà nó hỏi giá, tư vấn hoặc mua. Ở đây thì để cho chính xác á, thì mọi người nên từng cái thế này. Ví dụ là từng link cụ thể. Đấy. Ví dụ bây giờ nhá, tôi sẽ vào lại này. Chúng ta sẽ làm một con chatbot. Đây. Giờ tôi sẽ đăng một bài nào đó nhé. XYZ chẳng hạn. Ok. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có bài viết này. Bây giờ để muốn chính xác là khách hàng khi comment ở bài viết này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ trỏ vào cái thời gian nhé. Ấn chuột phải này. Chọn này, sao chép địa chỉ liên kết và chúng ta sẽ thả vào đây. Đấy. Và đây là bài đúng không? Bài content XYZ. À, bạn muốn mua sản phẩm XYZ. Đấy. Và đây là sẽ báo giá luôn chẳng hạn. Báo giá cho sản phẩm này là 350 chẳng hạn, 123 chẳng hạn. Ok, tôi ví dụ nhá. Đây. Bây giờ tôi sẽ đóng vai một khách hàng vào để chat với thằng này nhá. Đấy, tôi thử chat thử xem nó có nhảy không mọi người nhá. Này tôi đặt điều kiện ở đây là đây mua tôi muốn mua à, xin lỗi mọi người tôi phải chat ở bằng cách này chứ mua đấy để xem hệ thống nó có gửi về tin nhắn cho tôi không nhá. Rồi mọi người thấy tin nhắn này. Đấy. Chào bạn. Bạn muốn mua sản phẩm XYZ, báo giá sản phẩm này. Đấy. Và chúng ta có thể xử lý tiếp tục được. Và nếu không thì mọi người có thể cài đặt cho tất cả
tất cả comment nó comment gì đều được hết đấy, hoặc là chúng ta sẽ cài tự động. Đây là cài này là hỏi về về giá chẳng hạn, mua chẳng hạn. Còn nếu như một thằng khác thì chúng ta sẽ thêm một điều kiện nữa, như là bài XYZ, nếu mà hỏi về size chẳng hạn, tất cả những gì liên quan đến size đấy. Đây, nếu chúng ta bán giày dép chẳng hạn, rồi ok, này có dài là XL chẳng hạn, ví dụ vậy. Ok đấy, bây giờ tôi sẽ đóng ba khách hàng comment thử nhá. Có size lớn không bạn? Rồi ok đấy, sản phẩm có size là XXL, rất là dễ phải không nào? Chúng ta có thể là mỗi cái này chúng ta có thể đặt một điều kiện cho chatbot đấy, mỗi cái này chúng ta đặt điều kiện cho chatbot riêng. Hoặc là đơn giản thì để mà chống sót ấy, thì chúng ta có thể thoải mái, tức là chúng ta cứ đặt tự động khi mà khách hàng comment thì chào bạn đây, tư vấn viên xin được hỗ trợ bạn chẳng hạn, và chúng ta tiếp tục trả lời. Bởi vì mọi người hiểu thế này, khi mà chúng ta comment á, thì chúng ta khách hàng vào inbox, ví dụ như thông báo của tôi chẳng hạn, thì nó sẽ rất là nhiều, và khách hàng rất là dễ bị sót. Nhưng mà khi mà chúng ta vào inbox chẳng hạn thì mọi chuyện nó tiện hơn nhiều, chúng ta không đỡ tránh bị sót. Và quan trọng là tiếp tục mọi người có thể sử dụng cái chức năng remarketing lại với chatbot cho khách hàng trong video tôi hướng dẫn ở phía trước. Để chúc mọi người thành công.